Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Full News TV. Xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2024. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 21 tháng 2 tiếp đà tăng cao ở các địa phương trọng điểm trong nước trên thị trường xuất khẩu. Theo ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 20 tháng 2, cộng đồng hồ tiêu quốc tế tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh đối với giá tiêu xuất khẩu của Brazil, trong khi giá tiêu của Indonesia điều chỉnh giảm nhẹ trở lại. Cụ thể, ghi nhận tại cảng Lampung, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm nhẹ 7 USD trên tấn với mức giảm là 0,18%, xuống mức giá là 3.905 USD trên tấn. Trong khi đó, thì giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm đi 11 USD trên tấn, xuống mức giá là 6.157 USD trên tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục tăng 50 USD trên tấn với mức tăng là 1,23% và lên mức giao dịch là 4.100 USD trên tấn. Còn giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia duy trì ổn định ở mức là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Đối với giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 g trên lít và 550 g trên lít vẫn duy trì ổn định ở mức 3.900 USD trên tấn và 4.000 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam là 5.700 USD trên tấn. Như vậy, chỉ trong 2 tuần, giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil đã tăng mạnh tới 350 USD trên tấn, cao hơn giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia và Việt Nam. Thưa các bạn, hồ tiêu thế giới đang bước vào vụ thu hoạch chính diễn ra tại các quốc gia sản xuất hàng đầu gồm Việt Nam, Ấn Độ và miền Nam của Brazil. IPC dự báo sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2024 tiếp tục giảm 1,1%, tương đương giảm khoảng 6.000 tấn. Brazil và Ấn Độ được dự báo tăng sản lượng trong năm 2024, trong khi tại Việt Nam dự báo giảm. Theo IPC, sản lượng hồ tiêu của Brazil năm 2023 đạt 95.000 tấn và dự báo sản lượng sẽ đạt 105.000 tấn trong năm 2024. Việc giá tiêu xuất khẩu của Brazil tăng mạnh tiếp trên thị trường càng gây khó khăn về nguồn cung cho các công ty xuất khẩu tại Việt Nam trong việc tìm kiếm nguồn cung để phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu trong quý 1 năm 2024. Chính vì vậy, buộc các doanh nghiệp và công ty phải đẩy cao giá tiêu trong nước để mua vào bất chấp. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước hôm nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ghi nhận ở các địa phương trọng điểm, giá tiêu tiếp tục tăng thêm 500 đến 1.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay, giá hồ tiêu trong nước ghi nhận thu mua trong khoảng 88.500 đồng tới 90.500 đồng 1 kg, ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu thu mua quanh mức 90.000 đồng tới 90.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức là 88.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Kon Tum cũng ghi nhận ở mức 88.500 đồng 1 kg. Trong khi tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 88.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 89.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ở mức là 90.500 đồng 1 kg. Mức giá này cũng ghi nhận tại tỉnh Bình Phước khi thu mua ở mức là 90.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá hồ tiêu sáng nay ghi nhận quanh mức 89.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, giá tiêu tăng mạnh do nhu cầu cao, các đơn hàng tăng trong khi lượng tồn kho sụt giảm. Các doanh nghiệp cũng cho rằng giá tiêu có thể cán mốc 95.000 đồng đến 100.000 đồng 1 kg và quay trở lại thời kỳ hoàng kim như cà phê khi ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino làm giảm năng suất các loại nông sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Full News TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.